Dự báo thời tiết ngày 8 tháng 10 trên cả nước, Hà Nội có sương mù, thành phố Hồ Chí Minh mưa dông. Thời tiết Hà Nội có nhiệt độ thấp nhất từ 22, 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31, 33 độ. Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 3. Phía Tây Bắc bộ nhiệt độ thấp nhất từ 19, 22 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 33 độ. Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Phía đông bắc bộ nhiệt độ thấp nhất từ 22, 24 độ, vùng núi 20, 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30, 33 độ. Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2, 3. Vùng núi đêm và sáng sớm trời lạnh. Thanh hóa, thừa thiên Huế nhiệt độ thấp nhất từ 22, 25 độ. Nhiệt độ cao nhất phía bắc từ 29 32 độ, phía nam 26, 29 độ. Phía bắc có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, phía nam nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiệt độ thấp nhất từ 24, 27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30, 33 độ, phía Nam có nơi trên 33 độ. Phía Bắc nhiều mây có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to, phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2, 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, Sét và gió giật mạnh. Tây nguyên nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nam bộ nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 34 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nguồn, website.vn ngày 8 tháng 10 năm 2024.